Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 10 biến xứ, nhưng chẳng thư hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện, có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 4 niệm trụ, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 4 chánh đoạn, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 4 thần túc, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 5 căn, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 5 lực, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 7 chi đẳng giác, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa, tuy ở đời trước được nghe 8 chi thánh đạo, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.